Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, về cái sự kiện swap sắp tới của chúng ta, mặc dù mình đã ra mấy cái video rồi các bạn, nhưng mà mình thấy các bạn vẫn đang rất là lấn cấn cái sự kiện này lắm luôn á. Và một trong những cái vấn đề mà mình thấy các bạn hiện tại đang lấn cấn nhất cũng là cái vấn đề của cái con ạc thần tho của mình luôn các bạn. Đó là trong cái sự kiện Hero Swap này, mình sẽ dùng cái con sư ở Awaken hay là cái con Solai ở Awaken để swap sang ở Awaken Lika. Thì theo các bạn thì mình sẽ sử dụng cái con nào? Một là sư, hai là Solai. Thì mời các bạn đến với chủ đề video ngày hôm nay nha. Mình thấy mấy hôm nay thì các bạn bàn tán khá là sôi nổi về cái vấn đề này, giữa việc là các bạn lựa chọn giữa sư hoặc là cái con Solai để lấy ra làm tướng swap sang cho cái con Awaken Lika. Thì cái con Awaken Lika là cái con tướng cần lên thì chắc rồi các bạn. Đó là con tướng mà chúng ta bắt buộc và cần phải lên nếu mà chúng ta không muốn bị quá thuộc trong meta. Hiện tại đa phần meta đều có xuất hiện của con tướng này, từ đi bot này và đặc biệt là trong PvP. Vị thế của con Awaken Lika trong PvP là khá mạnh nha. Rồi, các bạn nhìn xuống đây thì các bạn sẽ thấy vị trí trong tất cả các chế độ boss đều rất cao. Xếp hạng trong đấu trường anh hùng cũng cao, giải người thách đấu. Và ngoài ra thì xếp hạng rất cao trong xếp hạng tổng các bạn, xếp hạng 12. Do đó ở Awaken Lika là một trong những con tướng chúng ta cần phải có. Và đối với cái con tướng này thì chúng ta sẽ dùng bộ sưu tập là Athalia. Và một số thuộc tính chúng ta cần là thuộc tính công, xuyên thủng sát thương vật lý hoặc là tấn công toàn diện. Hai thuộc tính thủ đó là máu và là kháng sát thương ha. Rồi, vậy cái con Awaken Lika này là cái con tướng ngon không cần bàn cãi rồi. Và vấn đề chính của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng sư Awaken hay là cái con Solai Awaken để swap sang cho Awaken Lika các bạn. Rồi, các bạn, đặc biệt là các bạn OD nha, dạo gần đây theo các bạn thì các bạn thường sử dụng sư Awaken trong cái chế độ nào nhất? Thì một trong những chế độ mà hiện tại mình hay thường xuyên sử dụng cái con sư ở Awaken này nhất, đó là một là kinh thành tàn bạo, hai là trong cái TS cấp độ kho báu xếp 7 team các bạn, mình có dùng một con sư. Và cái thứ ba mình cũng hay dùng cái con sư ở Awaken này nữa, đó là trong một team, trong cái kẻ nước thời gian các bạn, là ba cái nơi mà mình hay dùng cái con sư ở Awaken này nhất. Ngoài ra còn một nơi cái con sư Awaken cũng hay xuất hiện các bạn, đó là trong team Vương quốc bị nghiền rủa CR và kể cả hành lang ác mộng thì lâu lâu các bạn cũng sẽ thấy sự xuất hiện của con sư Awaken này. Mùa trước mình quên đánh các bạn. Chúng ta có cái sự xuất hiện của con sư Awaken trong một team là team Vương quốc bị nghiền rủa và trong một team nữa là team hành lang ác mộng, là đều có sự xuất hiện của sư ở Awaken ha. Rồi, đổi lại thì Solai, chúng ta sẽ thấy con Solai nó xuất hiện ở đâu các bạn? Thì Solai của chúng ta thì vẫn là ba vị trí vừa rồi, vẫn có sự xuất hiện của con Solai nha. Một là Solai của chúng ta xuất hiện trong tháp hệ rừng. Thứ hai là Solai của chúng ta xuất hiện trong kẻ nước thời gian. Tất nhiên rồi các bạn, nó hồi máu khá tốt nên nó xuất hiện trong kẻ nước thời gian để cho tránh việc chúng ta mà quá mất đi quá nhiều đồ ổn định. Rồi, Solai của chúng ta xuất hiện trong cúp đột kho báu. Nhưng cái con Solai nó được hơn con sư một cái điểm nữa là các bạn thấy ở đây trong một vài team đánh boss á, thì nó có sự xuất hiện của vị tướng này bởi khả năng phục hồi máu đến từ vị trí của Solai các bạn ha. Và cái xếp hạng tổng hiện tại của con Solai đang là hạng 16. Để xem được xếp hạng tổng của con sư ở Awaken hiện tại đang là hạng bao nhiêu. Hạng 24. Thì rõ ràng cái vị thế của con sư hiện tại nó đang thua hơn một xíu so với con Solai ha. Ngoài ra thì con Solai ngày trước đó, nó có một cái team trong Vương quốc bị nghiền rủa CR và hành lang ác mộng NC các bạn. Vương quốc bị nghiền rủa thì có team của Solai là chắc rồi. Hành lang ác mộng thì ngày xưa nó có trong team boss tự sĩ ánh sáng. Còn hiện tại thì nó có trong team boss thì không, thì nó đang không mở nè. Nên chúng ta không có vào được. Về cơ bản hai con này, mặc dù cái vị thế của nó đã không còn như xưa,
về tất cả vị thế luôn các bạn. Trong BBB, đặc biệt là trong BBB ha, vị thế của ASU cũng như là vị thế của Solai hiện tại trong BBB nó đã không còn như xưa rồi các bạn, đặc biệt là con Solai này trong BBB hiện tại nó khá là yếu. Nó chỉ mang danh là support đúng nghĩa là vị thế của nó, còn con ASU thì cũng vậy. Hiện tại nó chỉ mang danh là support và nó gom quái cây CC là chính, chứ còn tác dụng cây đam chính là hầu như là không còn các bạn. Và hầu như chúng ta hay tận dụng sức mạnh của con ASU là ở vị thế đó. Về hai cái con tướng này thì theo các bạn nghĩ cái con tướng nào nó cần cái lượng tài nguyên nhiều hơn để cho nó mạnh? Thì theo mình á, cái con Awakening Solai, cái bộ kỹ năng của nó xoay quanh cái việc là nó tạo tinh linh, và tinh linh này nó sẽ tự động hoạt động chuyển hoạt để cho nó cái bộ kỹ năng nó được liên tục hơn. Và nếu bộ kỹ năng của con Solai nó được liên tục full, từ một con Solai full option đó là trang bị độc quyền cấp 30 rồi full nội thất luôn cả cái ấn 60, thì cái bộ kỹ năng của con Solai của chúng ta nó sẽ được kiểu như nó sẽ được liên tục hơn các bạn, và cái khả năng hồi máu của con Solai này nó sẽ nổi trội hơn. Còn đối với cái con ASU, nếu chúng ta có một con ASU có trang bị độc quyền cấp 30 thì các bạn nghĩ nó đã đủ để thực hiện vai trò của con này trong team hay không? Trong team Vương quốc bị nghiền rũ CR hoặc là trong team Hành lang ác mộng thì nó đã đủ chưa các bạn? Mình không nói đến cái vai trò trong BBB nha, tại vì tất nhiên rồi BBB phải là full option thả vô thì mới BBB nổi các bạn. Còn nếu mà BBB mà thả vô mà cái vai trò không full option thì gần như là bao cát thôi. Chủ yếu là chúng ta tận dụng cái kỹ năng thức tỉnh nếu có trong BBB. Nhưng mà nếu chỉ tận dụng kỹ năng thức tỉnh thì hầu như chỉ dành cho các bạn newbie thôi. Newbie chưa đủ team thì chúng ta phải add tướng vào, tận dụng kỹ năng thức tỉnh để làm mạnh hơn đội hình là chính. Còn đối với OD thì phải là một con tướng full option thì thả vô BBB nó mới có ý nghĩa các bạn. Rồi ok, nãy giờ thì chúng ta đi vòng vòng so sánh giữa cái con ASU và cái con Solai các bạn. Giờ chúng ta quay trở lại thực tế cái con ạc của mình đi. Hiện tại cái con Awakening Lika của mình đã sắp lên được bậc đỏ. Như vậy nếu mà mình swap thì chắc chắn với các bạn thì mình sẽ có được một cái con tướng sẽ có được bậc đỏ ha. Một cái con tướng bậc đỏ thì mình sẽ lên được trang bị độc quyền cấp 30. Thì giữa cái con Solai trang bị độc quyền cấp 30 khi cho vào team trong một vài chế độ và giữa một con ASU trang bị độc quyền cấp 30 cho vào team, thì mình thấy cái vai trò của con ASU nếu mà có trang bị độc quyền cấp 30 á thì nó đã là đủ rồi các bạn. So với con Solai nha, thì mình nghĩ cái con sư có trang bị độc quyền cấp 30 nó là đủ hơn so với cái con Solai. Lý do tại vì cái con Solai thì nó cần nhiều tài nguyên hơn để cho nó thi triển full bộ kỹ năng của mình, để phát huy tốt nhất cái vai trò mà nó có thể làm. Còn đối với con ASU, khi mà đã có cái trang bị độc quyền cấp 30 á, thì cái con sư của chúng ta khi mà nó nhận khiên đá các bạn, nó sẽ giúp các đồng minh xung quanh nhận động viên, giúp loại bỏ phần lớn các hiệu ứng debuff và đa ảnh hưởng lên tới họ, đồng thời tăng phòng thủ của họ bằng 25% phòng thủ hiện tại của sư trong vòng 6 giây. Hiệu ứng này không thể cộng dồn, giúp cho team trâu hơn, đặc biệt là trong team Vương quốc bị nghiền rũ CR các bạn, giúp cho các thành viên trong team gom trâu hơn và nó sẽ liên tục duy trì cái vai trò gom quái của mình, giúp gia tăng tối đa lượng đam mà team có thể gây được trên bot. Thêm một cái nguyên nhân nữa mà mình quyết định chọn sư để làm cái con tướng để swap là gì các bạn? Đó là sắp tới chúng ta sẽ ra mắt một vị tướng ở Awakening mới. Sắp tới thì chúng ta sẽ có một vị tướng ở Awakening mới, mà Awakening là Awakening hệ thú. Các bạn biết meta game rồi, cái con ở Awakening sắp tới sẽ là con Hyper Carry, là con carry hạng nặng của hệ thú các bạn. Do đó thì hệ thú sắp tới sẽ có một cái con ở Awakening rất mạnh để gánh thấp hệ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái con ở Awakening hệ thú này nó sẽ hot meta hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn swap những cái con ở Awakening cũ như thế này, tức là cái con sư nè, hoặc là cái con Solai sang cho con ở Awakening Lika, thì chúng ta có thể dồn tài nguyên cho cái con ở Awakening mới, dồn tài nguyên để sang lấy cái con ở Awakening mới các bạn. Và như vậy khi mà các bạn dùng cái con sư này để swap á, thì các bạn sẽ không sợ tháp hệ thú này bị thọt. Tại vì sắp tới chúng ta sẽ có một con khác thay cái con sư này để gánh team. Và cái con sư nó chuyển lại thành một con sư bậc đỏ trang bị độc quyền cấp 30, đủ để cho nó phối hợp cùng với các thành viên trong team, hoặc kết hợp cùng chung với con hải cẩu con gật để làm carry gánh một team được các bạn. Mình nghĩ như vậy là ổn ha. Và câu trả lời của mình giữa cái thắc mắc của các bạn là giữa cái con Solai và cái con ASU này, lựa chọn con nào để làm đầu vào để swap tướng Awakening, tức là các bạn có thể chuyển ASU hoặc Solai sang cho Alika hoặc là Atha hoặc là AC, thì giữa hai con này thật sự rất là khó khăn. Nhưng mà theo mình nha, thì chắc là mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái con ASU hơn so với con Solai.
mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái con Asu hơn, tại vì cơ bản vai trò của con này ấy, không phải là vai trò duy trì sát thương các bạn, mà vai trò CC gồm quái khống chế là chính. Vai trò của sư hiện tại như vậy và bảo kê cho team nữa. Với cái kỹ năng trang bị độc quyền cấp 30, nó sẽ bảo kê cho team, chích chống cho team bị sốc đam và loại bỏ debuff cho team các bạn. Đây là vai trò chính của con Asu. Do đó thì không cần một con Asu quá là xịn sò full option nhau đâu nha các bạn. Rồi, và các bạn nghĩ như thế nào giữa cái con Asu và cái con Soulite? Thì theo các bạn sẽ lựa chọn con nào để làm đầu vào để swap sang cái con ở wagon khác. Các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.